Chuyên gia kinh tế thế giới nói rằng, ngày nay Việt Nam đang đứng đầu các trang tin tức vì những tiến bộ kinh tế không thể tin được và Việt Nam sẽ là nền kinh tế lớn tiếp theo của châu Á. Các bạn thân mến, mới đây trên mạng xã hội YouTube đã xuất hiện một video nhắc đến Việt Nam của một chuyên gia kinh tế nước ngoài. Chuyên gia này dự báo trong tương lai, Việt Nam cùng với Ấn Độ, Bangladesh và Indo sẽ là các nền kinh tế lớn tiếp theo của châu Á. Mở đầu video, chuyên gia này đã đề cập ngay đến Việt Nam theo như người này chia sẻ với cư dân mạng quốc tế rằng, khi nhắc tới Việt Nam thì hầu hết mọi người nhớ đến đất nước này vì lịch sử kinh hoàng của các cuộc chiến tranh và xung đột. Nhưng ngày nay, Việt Nam đang đứng đầu các trang tin tức vì những tiến bộ kinh tế không thể tin được. Sự thay đổi bắt đầu vào năm 1986, khi Việt Nam phát động một chiến dịch đổi mới chính trị và kinh tế, cải cách nhằm mục đích tái cơ cấu nền kinh tế, kế hoạch hóa tập trung thành một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dần dần sau đó, Việt Nam đầu cơ vào các chương trình phát triển con người và cơ sở hạ tầng, từ đó các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu vào Việt Nam ngày càng nhiều. Đồng thời các hiệp định thương mại quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng góp phần tăng trưởng của Việt Nam trong 20 năm qua. Năm 1995, Việt Nam gia nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN, khu vực mậu dịch tự do ASEAN viết tắt là AFTA từ các chữ cái viết tắt đầu tiên của ASEAN Free Trade Area. Đây là một hiệp định thương mại tự do FTA đa phương giữa các nước trong khối ASEAN. Năm 2000, họ đã ký một FTA với Mỹ và năm 2007, họ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Tất cả những điều này đã giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến yêu thích để thiết lập nhà máy. Chuyên gia này tiếp tục chia sẻ với cộng đồng mạng quốc tế rằng, giống như Việt Nam, Ấn Độ cũng đi kèm với rất nhiều cuộc đấu tranh bất ổn chính trị trong quá khứ. Thậm chí 30-40 năm sau khi độc lập, Ấn Độ không tăng trưởng đáng kể. Những thay đổi thực sự trong nền kinh tế Ấn Độ bắt đầu vào năm 1991. Hành trình kinh tế của Ấn Độ thật đáng kinh ngạc, từ 288 tỷ USD năm 1992 nên hơn 3.000 tỷ USD hiện nay. Những cải cách đã giúp đất nước chuyển từ nền kinh tế dựa trên nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ, nhưng không giống với Việt Nam. Sự tăng trưởng của Ấn Độ chủ yếu đến từ lĩnh vực dịch vụ và công nghệ thông tin trong nước. Tiếp theo, chuyên gia này cũng dự đoán Bangladesh và Indonesia cũng sẽ là các quốc gia có nền kinh tế lớn tiếp theo ở châu Á. Sau khi video đăng tải đã thu hút hàng nghìn lời tương tác đến từ cộng đồng mạng quốc tế, vậy họ đã nói gì thì bà hàng xóm 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Bangladesh nên học hỏi Việt Nam và Indonesia về cách đa dạng hóa giỏ hàng xuất khẩu của mình và học hỏi các nước láng giềng Ấn Độ về cách trợ cấp trực tiếp cho nông dân và theo dõi sản xuất lương thực. Tôi tôn trọng và tình yêu dành cho những con hổ châu Á. Tôi đến từ Bangladesh. Việt Nam và Ấn Độ là bạn, ước gì chúng ta có thể cùng nhau vươn lên. Ấn Độ chắc chắn đang phát triển, tôi không thể nói rằng nó đã giống như Trung Quốc, nhưng nó chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Một quốc gia khác mà chúng ta nên học hỏi là Việt Nam và Bangladesh cũng đang phát triển rất nhanh, mặc dù họ bắt đầu là những nước rất nghèo. Ở Ấn Độ, chúng ta cần học hỏi nhiều trong lĩnh vực sản xuất phần cứng và điện tử bởi vì các ngành công nghiệp của chúng ta phụ thuộc nhiều vào phần mềm. Vậy nên ngày nay, xã hội đã có rất nhiều đổi mới và khoa học kỹ thuật và học thuật khoa học cần phải được thực hiện triệt đề, đặc biệt chúng ta cần học hỏi rất nhiều từ Việt Nam. Khi nói đến các quốc gia có sự cải thiện nhanh chóng về cơ sở hạ tầng thành phố và sự quản lý hiệu quả của chính phủ trong việc tạo ra sự giàu có và chất lượng của cuộc sống khổng lồ, thì tôi thấy Việt Nam là rất tốt. Tiếp theo là Indonesia, còn Bangladesh có thể bị trục trặc hoặc thậm chí trì trệ do không có cách nào chuyển giao quyền lực ổn định. Ấn Độ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa và là một chính phủ rất kém hiệu quả, vì vậy có thể mất nhiều thời gian hơn những gì dự đoán. Đã có lúc Ấn Độ và Trung Quốc từng được xem chết trong cùng một giải đấu và bây giờ thì không thể nào so sánh được nữa. Việt Nam là nước xuất khẩu thiết bị điện tử lớn thứ hai, điều đó thật tuyệt vời. Tôi tự hỏi liệu Indonesia có thể phát triển nhanh như ba quốc gia còn lại hay không? Indonesia có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với ba nước còn lại. Hiện tại, tôi nghĩ Ấn Độ, Việt Nam và Bangladesh đang hoạt động tốt hơn trong ngành xuất khẩu. Tất cả đều có tiềm năng, nhưng nó phụ thuộc vào nhiều biến số như môi trường chính trị xã hội hòa bình, đầu tư nước ngoài, lực lượng lao động có học thức, không có thiên tài, vân vân. Giống như Philippines vào những năm 70, đây là quốc gia giàu thứ hai ở châu Á chỉ mất vị trí số 1 vào tay Nhật Bản. Và hãy nhìn vào Philippines ngay bây giờ mà xem. Ấn Độ có lợi thế về quy mô lớn hơn về dân số, quy mô thị trường và người dân nói tiếng Anh. Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động chăm chỉ và vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Indonesia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và Bangladesh có lực lượng lao động dồi dào. Việt Nam đang phát triển thực sự nhanh chóng và đầy hứa hẹn. Ấn Độ và Bangladesh cũng đi rất nhanh, nhưng họ vẫn có một chặng đường dài phía trước, trong khi đối với Indonesia, vì họ đã đạt đến mức thu nhập trung bình, họ cần một bước đột phá, hãy cẩn thận với bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam sẽ là quốc gia phát triển nhanh nhất trong 10 năm tới. Ấn Độ sẽ là quốc gia lớn nhất trong tổng số 4 nước trên vì dân số của họ quá đông. Việt Nam sẽ là quốc gia phát triển nhanh nhất và là đất nước có GDP bình quân đầu người lớn nhất trong số 4 quốc gia trên vì họ thuộc về lĩnh vực văn hóa Đông Á và sao chép câu chuyện tăng trưởng của những người tiền nhiệm của họ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông cũng như nhận FDI từ họ. Cơ hội lớn nhất cho Việt Nam và thứ hai là Indonesia, còn Bangladesh có cơ hội rất thấp để phát triển vì quản lý xã hội đang gặp khó khăn, được thúc đẩy bởi nền kinh tế của nước láng giềng Trung Quốc, Việt Nam gia nhập ACEP có nhiều khả năng trở thành nền kinh tế lớn tiếp theo. Theo như tôi biết sau đại dịch, rất nhiều công ty đã chuyển ra khỏi Trung Quốc và thành lập tập đoàn của họ ở Việt Nam hoặc Đài Loan, có lẽ Việt Nam nhanh nhất trong cuộc đua này. Việt Nam được kỳ vọng sẽ thay thế Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành trung tâm công nghệ cao, Ấn Độ được kỳ vọng sẽ thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm của thế giới. Việt Nam không có bất kỳ nước thù địch nào đó là lý do tại sao nền kinh tế của họ đang lớn lên từng ngày. Về lâu dài, Việt Nam sẽ là quốc gia tốt nhất trong số bốn quốc gia. Còn trong ngắn hạn, tôi nghĩ Bangladesh và Ấn Độ sẽ có sự phát triển tốt hơn. Trung Quốc đang từ bỏ ngành công nghiệp dệt may với chi phí và ô nhiễm ca. Bangladesh bây giờ đang đảm nhận nó và Bangladesh là trung tâm dệt may của Ấn Độ thuộc Anh. Trong khi Việt Nam có những người lao động giỏi và có học thức như các quốc gia phát triển. Đặc biệt, Việt Nam không có lợi thế về dầu mỏ hay bất kỳ sự ưu đãi thiên nhiên có giá trị cao nào khác điều đó có lợi cho việt nam theo một con đường khó khăn nhưng trung thực hiện tại chỉ có việt nam mới có khả năng này xuất khẩu của việt nam hiện nay đã vượt qua ấn độ sau thế chiến thứ hai chỉ có hàn quốc singapore đài loan và hồng kông đã phát triển những giai đoạn phát triển tốc độ cao này đều là chế độ độc tài trước khi chúng bước vào dân chủ hóa. Hiện nay, chỉ có Việt Nam là chế độ độc tài một đảng và chỉ có Việt Nam mới có thể phát triển. Không phải chế độ độc tài là không tốt, nhưng sau Thế chiến thứ hai, nếu bạn muốn thoát khỏi Thế chiến thứ ba, bạn phải tập trung xây dựng một chế độ độc tài vững mạnh. Các nước phương Tây là một câu chuyện khác. Việt Nam sẽ là một cường quốc kinh tế mới nổi vì trung tâm sản xuất mới ở Việt Nam thay vì Ấn Độ. Tôi lạc quan về Việt Nam từ Trung Quốc. Mọi người đang đưa ra rất nhiều phỏng đoán, nhưng có một điều chắc chắn là Việt Nam nằm ở trung tâm của Đông Nam Á. Từ Việt Nam bạn có thể bay 2 đến 3 giờ để đến bất kỳ thành phố lớn nào trong khu vực. Việt Nam sẽ là quốc gia tiếp theo trong cuộc chạy đua công nghiệp hóa. Ấn Độ là nước dân chủ nhất và Ấn Độ là nước có ít khả năng công nghiệp hóa lớn nhất, Thất bại trong cải cách nông nghiệp của Thủ tướng Modi cho thấy triển vọng công nghiệp hóa của Ấn Độ không tốt. Sau Thế chiến thứ hai, không một quốc gia đang phát triển dân chủ nào đã công nghiệp hóa thành công. Bangladesh và Indonesia sẽ đạt được một số phát triển, nhưng có nguy cơ rơi vào bẫy quốc gia có thu nhập trung bình như ở Mỹ Latin. Chúc phúc cho người dân Việt Nam, Bangladesh, Indonesia, và Ấn Độ. Indonesia nên học hỏi hình thức Việt Nam. Việt Nam có nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Trong cả bốn điều này, chỉ có Ấn Độ có hầu hết các công ty khởi nghiệp kỳ lân cơ quan vũ trụ lần thứ tư, nhà sản xuất ô tô lớn nhất. Việt Nam là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ha <laughs> ha, bạn thật buồn cười. Chỉ cần đợi 4 năm kể từ bây giờ và bạn sẽ thấy nền kinh tế Philippines hoạt động tốt nhất như thế nào so với các nước ASEAN khác. Việt Nam, Indonesia, Bangladesh là những người bạn rất tốt. Không chắc lắm về Indonesia. Nếu chúng ta trở thành những người bạn tốt, chúng ta có thể biến thành một cường quốc và tiêu diệt kẻ thù chung của chúng ta như Trung Quốc, tình yêu từ Ấn Độ. Phía trên là những bình luận sôi nổi của cộng đồng mạng quốc tế khi nghe chuyên gia kinh tế thế giới phân tích về triển vọng của bốn quốc gia Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh và cuối cùng là Indo sẽ là những nước có nền kinh tế lớn tiếp theo của châu Á. Như những bình luận mà mình đã nêu trên, thì đã có rất nhiều dân mạng Thái Lan đã vào thắc mắc rằng tại sao không có Thái Lan trong danh sách này. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề trên thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.